Hôm nay em xin giới thiệu về cái chiếc đèn là đèn Tweetbed bán nguyệt. Đèn Tweetbed bán nguyệt thương hiệu TLC. Đây thì có chị Tuyết ở trên Quảng Ninh có yêu cầu quay để xem qua về chất lượng của đèn. Đây là vỏ hộp của đèn. Đèn là bảo hành 24 tháng. Tiết kiệm điện đến 90% so với là bóng sợi đốt. Và công suất của loại mét 2 là 36W. Đây là thân đèn. Em mở ra xem luôn cho nó nhanh. Để xem chị xem nó có cứng cáp hay không nhé. Đây đèn tuýp TLC thì có là đều có rồi, túi bóng để bọc. Túi bóng bọc rất là cẩn thận. Nó chống chảy xước. Trên túi bóng là có thương hiệu TLC. Đây, cái này nó hơi xước. Em mở ra. Đèn rất là dày dặn nhé, rất là dày dặn, bẻ này, bóp này, bẻ rất là dày dặn nhé. Một số người hỏi sao mà giá khá là cao, cao là bởi vì sao? Vì chất lượng, đây xem này, rất là chắc chắn chứ không phải có loại ngoài thị trường có chỉ có mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà chất lượng nó khác hẳn. Này, đây em bẻ rất là cứng tay nhé, bẻ hai tay này, bóp này. Ấn này rất là cứng cáp. Đây, trên đèn thì đều được in thương hiệu TLC. Đèn có ánh sáng trắng hoặc vàng. Sau đèn thì đều được bắt vít rất là chắc chắn. Một số loại đèn rẻ trên thị trường thì nó không được bắt vít. Và có một cái nữa là cái phần này là thường thường là bị côn trùng nó vào. Đấy. Thì đấy là đèn trên thị trường. Đèn thì nó lắp đặt với trần như thế nào ở đây. Đây là lắp như thế này. Rất là đơn giản. Đèn này cực kỳ đơn giản khi lắp đặt. Nó liền máng, không phức tạp. Bắt hai cái vít vào tường, gắn cái này vào, sau đó ép cái đèn vào. Đấy, hoàn toàn là dễ dàng. Đấy. Khi lắp thì nó nằm như này. Đấy. Đèn có hai dây đấu vào. Trên đèn đều được dán tem đầy đủ thương hiệu TLC. Trên mỗi trên cái phần vỏ đèn này là đều được bọc túi bóng nhé. Khi sử dụng thì quý khách hàng vui lòng bóc nó ra thì ánh sáng nó tốt hơn. Dán này nó chống chảy xước khi trong quá trình lắp ráp vận chuyển. Rất là chắc chắn, em cam đoan là rất chắc chắn và ánh sáng rất là căng. Ánh sáng rất là căng và đủ công suất. Chứ không phải như đèn trôi nổi trên thị trường. Em là người bán và em quảng cáo cho đèn TLC chứ không phải là em là người TLC. Có sao em nói vậy và em bán và em quảng cáo là để bán hàng, bán được hàng, bán nhiều lần. Chứ không phải là chỉ quảng cáo một lần rồi bán rồi là thôi. Vì đây là cái ngành nghề kinh doanh chính của em. Đấy, em xin tạm dừng video tại đây.